qua cái thao nha các bạn. À xin lỗi, đưa gà qua cái dĩa nha. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn một cái mâm mình để con gà. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một cái món ăn, đó là gà đốt lá chanh nha các bạn. Thì cái món ăn gà đốt lá chanh này nó sẽ bao gồm một con gà nha, sả cây, một củ hành, gia vị nêm gồm có muối, bột ngọt, tiêu, ớt. Các bạn giúp mình một ít tỏi, lá chanh sắt, sả băm, ớt nha các bạn, và một ít lá chanh. Bây giờ mình sẽ đập cái sả ra này cho nó dập dập nha các bạn. Đây, mình sẽ đập cho nó dập dập. Cái lá chanh đó các bạn, thì các bạn lấy cái lá ra giúp mình nha, lấy cái lá cẩn thận đó các bạn ơi, tại vì trong cái lá này nè nó có cái gai của cái chanh á, nếu không nó sẽ bị đau tay á. Đây là cái lá chanh, các bạn lấy ra giúp mình ha. Đây là cái gai của lá chanh nè các bạn. Các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy cái gai. Đó. Mình lấy cho nó cẩn thận ha. Gà đốt lá chanh này cần sử dụng cái lá chanh nó cũng hơi nhiều một tí. Nếu các bạn có thì mình sử dụng nhiều ha. Còn không có thì 5-10 lá cũng không sao. Thì càng nhiều lá chanh á thì nó sẽ càng thơm cái con gà. Lá chanh non, lá chanh già gì cũng được hết các bạn ơi, không có cần mà phải lá chanh non đâu ha. Đây, có non có già thì được thôi, không sao hết. Nãy giờ mình hái nó, mình để nó nãy giờ cũng khá lâu nên nó cũng không được đẹp mấy, nó cũng hơi héo rồi. Bây giờ cái củ hành đó các bạn, mình lọc vỏ sơ sơ thôi nha, rồi mình cắt nó ra, mình cắt nó ra như thế này, cắt nó ra làm hai, đó như vậy thôi nha các bạn. Thì mình bỏ cái phần sả cây này nè các bạn vào cái son nha, cái son để mình đốt cái gà nấu lá chanh này á, các bạn không cần phải sử dụng son đẹp đâu nha các bạn, cái son bình thường là được rồi. Cái son này thì nó hơi nhỏ so với sả. Để cắt cái sả ra bớt để cho nó vừa cái son đó. Tiếp đó cho lá chanh. Lá chanh ở dưới lớp sả và trên lớp sả đều có hết nha các bạn. Trên và dưới đều có hết. Đây là cái phần củ hành đó các bạn.
củ hành này thì nó sẽ giúp cho mình có nước. Mình sẽ, nó chút nữa nó sẽ ra nước nữa các bạn. Thì bây giờ cái phần này qua một bên. Bây giờ mình ướp cái con gà. Mình ướp cái con gà nha các bạn. Mình xả băm nè, tỏi nè, cái lá chanh. Mình sắc không có cần nhuyễn đâu. Bột ngọt và muối các bạn cho vào nha. Mình trộn lên. Mình giở con gà ra mình ướp nó nha các bạn. Đây là cái bộ đồ lòng. À, các bạn lật lên lật xuống cho các bạn ướp con gà cho nó thấm giúp mình nha. Các bạn để con gà tầm 20 đến 30 phút nó sẽ thấm. Rồi mình bỏ vào cái son nha các bạn. Để mình tiến hành đốt con gà lá chanh. Bây giờ thì mình tiếp tục cái công đoạn là mình massage cho con gà nha. Rồi mình bỏ nó xong rồi mình bỏ nó vào cái son này nha các bạn. Sau khi mình massage con gà xong rồi đó các bạn ơi, mình sẽ để con gà vô nha. Các bạn muốn để như thế nào, úp lên hay úp xuống gì đều được cả. Cái đầu lòng nó mình để bên trong cũng được. Mình để ớt và lá chanh xung quanh đó nha các bạn. Cũng như mình cho vài cái trái ớt vô các bạn. Nếu các bạn ăn chay được thì các bạn để giúp mình vài trái ớt nha, cho nó thơm nha các bạn. Nó thơm cái con gà. Và trong nó cũng đẹp mắt nữa. Cái phần đầu ướp á, cái nước ướp ha, cái lá chanh còn mình cũng cho vô luôn nha. Đây là những cái gia vị nó làm mình thơm cái con gà, cho nó vô hết trong con gà. Để một tí nữa nó sẽ thơm cái con gà từ trong ra ngoài. À, cuối giờ mình cho dầu ăn vào. Một ít dầu ăn thôi nha các bạn. Mình đậy nắp lại và mình đem lên bếp nha các bạn. Để cho cái con gà nó không có bay hơi ra ngoài đó, thì mình dùng một cái tờ lá chuối nha các bạn. Mình đậy cái để lên trên mặt như thế này và mình đậy cái nắp nó lại cho nó thật chặt, canh cho nó nhai á, để cho nó giữ cái hơi thơm ở trong cái con gà, nó thơm từ cái bên trong ra tới lẫn bên ngoài luôn ha. Mình chùm lửa nha các bạn, chùm với một cái lửa nhỏ nhỏ thôi chứ không cần phải lớn đâu. Để lửa nhỏ thôi, không cần để lửa lớn đâu. Từ từ cho nó thấm con gà vào ha. Tại vì ban đầu mình mới nhúm lửa thì lửa nó lớn như vậy đó. Chứ chút nữa mình sẽ không để lửa lớn đâu. Gió rất là nhiều nên cái lửa nó cứ bay ra ngoài không à. Đó, các bạn đã nghe được cái âm thanh nó xèo xèo cái con gà chưa? Con gà
dầu nó đang đốt cái lá chanh đó, thì cái lá chanh đó, nó đang ra cái tinh dầu thêm á. Các bạn đã quay trở lại kênh Hồng Mà Vlog. Thì con gà đốt lá chanh đó các bạn ơi, bây giờ sau thời gian là 20 phút, mình sẽ mở nắp ra mình xem nó chín chưa, là mình xin mời các bạn ngó trực tiếp vào đây để mình xem nó còn rất là nóng, để mình lấy cái gì mình nhấc cái nắp ra để mình quay cận cảnh nha các bạn, cho các bạn xem. Đây thì cái lá chuối đó đây, rồi con gà đây các bạn ơi, đó. Để mình xăm thử xem coi nó chín chưa. Thì mình thấy nó cũng đã mềm mềm rồi đó các bạn, có nghĩa là nó đã chín rồi đó, rất là thơm. Đây là những cái xả nè các bạn, những cái cây xả mà hồi nãy mình lót ở phía dưới nè ha. Còn đây là những cái lá chanh. Bây giờ mình sẽ rin cái con gà qua cái thau nha các bạn. À xin lỗi, con gà qua cái dĩa nha. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn một cái mâm mình để con gà. Đó. Rồi đó, các bạn thấy con gà nó có đẹp không? Ở đây thì có cái chân của nó các bạn ơi. Còn một cái chân nữa không biết ở đâu. Đó. Các bạn trông con gà nó như thế nào? Nó rất là đẹp ha. Đây. Cái màu thì à bên đây cái chân nó bên nằm đây, còn có một cái chân thì nó đã rớt rồi. Còn đây là cái lá chanh mới. Thì con gà này mình sẽ ăn nó với lại cái dĩa muối ớt. Tiếp tục với lá chanh non sắc nhuyễn nha các bạn. Để mình lật con gà bên dưới mình coi coi nó như thế nào. Nó cũng vàng ươm luôn, rất là ngon và nó đã chín đều rồi ha. Thì mình để con gà xuống. Đây là gan và mề của con gà đó. Thì con gà nó rất là đẹp. Còn đây là lá xả đó các bạn. À, cộng xả rồi lá chanh rồi đó, cái thứ mà hồi nãy mình để ở dưới cái đít son đó, nó rất là thơm. Cái cây xả này á, mình cũng có thể ăn nó được đó các bạn. Một vài trái ớt nó đã rã ra. Đây thì cái lá chanh. Kênh Hồng Mà Vlog các bạn ơi, thì con gà mà mình đốt cái lá chanh đó các bạn, bây giờ nó đã xong rồi, chín rồi đó các bạn. Bây giờ xin mời các bạn cùng ăn với mình nha. Đây rồi, rất là gió các bạn ơi. Đây, đây là con gà các bạn ơi. Nhìn nó rất là ngon. Bây giờ mời các bạn cùng ăn với mình nha. Thì đây á, đây là cái phần mà lá chanh xả mà mình đã đem ra luôn ở trong cái son đó. Mình sẽ ăn nó với cái muối tiêu chanh nha các bạn. Xin lỗi, muối ớt chanh, lá chanh. Bây giờ mình sẽ nặn chanh vào nè. Để ăn cùng nha. Đó. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng ăn với mình nha.
mình sẽ xé cái con gà này ra. Trời ơi, đầy ắp cái tiếng thèm các bạn ơi. Đây, bên trong con gà nó đã chín rồi nha các bạn. Nó rất là ngon. Thì bây giờ mình ăn ha. Mình sẽ chấm nó vào cái muối này nè. Đó. Và mình cắn nó nè. Trời ơi, nó sung sướng các bạn ơi. Đây. Con gà nó rất là ngon. Mình sẽ bỏ xương nó qua một bên. Nó cay cay các bạn. Mình ướp sả với lại đá chanh nhiều quá, làm con gà mình nó rất là thơm. Mình có thể nói rằng là con gà mình nó thơm từ trong ra ngoài á các bạn. Bây giờ mình ăn nữa. Thịt con gà nó rất là dai các bạn, mà nó cũng thơm không. Mình phải ăn một chút lá chanh nha. Con gà cục tác lá chanh đó các bạn, cái câu mà chân gian hồi xưa giờ á. Nó rất là nhiều thịt nha, con gà tre các bạn ơi. Nó không có lớn lắm nhưng mà nó thịt rất là nhiều và nó vàng ươm. Nó cũng rất là dai. Cái xương nó rất là cứng các bạn. Rất là thơm. Rất là thơm các bạn ơi. Có thể nói là nó thơm từ trong ra ngoài luôn á. Cái lá chanh á, mình bỏ nhiều vào á các bạn. Bây giờ nó thơm con gà dữ lắm. Thì cả cái xương mình ăn mình cũng cảm nhận được nó thơm cái mùi lá chanh nữa. Tại sao mà mình gọi là gà đốt lá chanh các bạn? Tại vì ở dưới cái lá son á, mình để rất là nhiều lá chanh. Cái tinh dầu của lá chanh á, nó bốc hơi lên. Thì mình đâu có để nước đâu. Tất cả các hơi, của lá chanh á, mà con gà nó giữ lại hết, bám vào thịt con gà hết luôn á các bạn. Nên con gà giờ nó rất là thơm. Bên cạnh đó hả, cái sả nó cũng rất là thơm. Và cái củ hành nè, cái củ hành này hồi nãy mình lót ở dưới con gà các bạn. Cái củ hành này nó sẽ giữ, nó có nước, nó sẽ không làm con gà nó bị khét nha các bạn. Mình đang thử cái củ hành coi nó xem như thế nào. Trời ơi, cái củ hành á, mình bỏ cái vỏ ngoài ra, mình ăn nó ngọt liệm luôn á, ngọt mà như mía vậy đó các bạn. Rất là ngọt nha. Nó chín rồi, cũng ngọt ấm luôn á. Nó đâu có, mình đâu có nấu nó trong nước đâu. Tự nó tiết ra cái hơi nước đó các bạn. Rồi nó nuôi con gà rồi. Đây là cái mề. Cái mề của con gà. Trời ơi, nó giòn giòn, nó dai dai. Để mình kiếm một cái lá chanh mình ăn thử xem. Đây là những cái lá chanh này các bạn, nó trái vàng rồi nè. Rồi để mình ăn thử coi, mình bẻ thử coi lá chanh nó có giòn không nha. Nó rất là giòn. Rất là giòn các bạn, có nghe được cái tiếng giòn của nó không? Cái này thì mình ăn rất là ngon nha. Nó có cái độ giòn mà cũng như cái lá chanh mà mình sấy ở trong con gà, mà thịt khô gà lá chanh vậy đó các bạn. Tiếp theo nha các bạn.
gà thì mình thích ăn xương và cái da hơn là cái thịt. Thịt của nó rất ngay luôn á. Mình ăn một cái lá chanh mà nó chín rồi ạ, rất là ngon. Còn bây giờ mình ăn cái đùi nha các bạn, với lại cái gì, cái chân của nó nè. Mình chấm một miếng muối ớt. Cái đùi của nó rất là ngon, thịt rất là nhiều các bạn ơi. Cái da nó là vàng hừng hực luôn á. Các bạn lưu ý giúp mình nha. Con gà này á, có tên gọi là gà đốt lá chanh. Thì lá chanh phải thật nhiều nha. Khi cái lá chanh nó không bị khét, nhưng mà nó chỉ vàng vàng và nó rất là giòn nha các bạn. Sả cũng vậy, cây sả thì nó cũng vàng vàng như thế này, nó không bị khét, và cái nước ở trong cái thân sả nó vẫn còn nha các bạn. Đó, cái nước trong cái thân sả nó sẽ nuôi cái thân cái con gà mình. Và con gà muốn ăn ngon thì phải có lá chanh sắc nhuyễn. Ở giờ cái là muối ớt. Rất là ngon các bạn ơi. Mình ăn cái chân gà luôn. Nói chung là con gà này không bỏ cái gì hết. Khi mà mình đốt lá chanh nó lên này á, nó giòn trụm và nó mềm mềm. Rất là đều các bạn. Cái cây sả này mình vẫn ăn được nha các bạn. Và đây thì mình ăn cái da con gà. Mình rất là thích ăn da gà. Tiếp đó là một ít lá chanh. Thì ở đây mình vẫn có một nhánh lá chanh tươi, nhưng mà hôm nay không dùng tới rồi các bạn ơi. Mình thấy cái củ hành này ăn rất là ngon các bạn ơi. Mình tiếp tục ăn nửa cái củ hành còn lại. Nó chín mềm luôn á, nó thơm mà như khoai lang nướng luôn á các bạn. Nó thơm như vậy á. Mình không có thích ăn cái này đâu, nhưng mà hôm nay nó chín mà nó mềm mà nó ngọt liếm luôn á. Nó không có cái mùi hôi của cái củ hành đâu mà nó thơm. Ăn thật ghiền luôn á. Ở
lấy rồi mình thấy củ hành này mình không thích ăn đâu. Cái nước của con gà nó ra nó cũng nuôi nữa, cái này nó là nó rất là ngọt. Bây giờ mình tiếp tục ăn nha. Cái thịt nó rất là dai nha các bạn. Cái thịt của con gà này nó rất là dai á. Mình tiếp tục ăn cái đầu nó nè. Da mà nó vàng hừng hực luôn. Ông bà ta ngày xưa nói rất là đúng các bạn ơi. Con gà cục tác lá chanh. Nơi đâu có gà thì phải có lá chanh. Nó đi đôi như vậy á. Chỗ nào có da con gà thì mình rất là thích. Thịt gà đó các bạn thì rất là dễ ăn, hầu như ai cũng ăn được và gia đình nào cũng ăn gà được, nên các bạn hãy làm thử cái món ăn này nha. Mình đi tìm một cái lá chanh các bạn để mình ăn. Thì rất là nhiều lá chanh, mình phải tìm cái lá nào đó nó giòn giòn để mình ăn. Thì các bạn ơi, cái phần ăn gà của mình á ngày hôm nay đó các bạn, gà đốt lá chanh á kết thúc nha các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn vào cái video lần sau. Nếu mà thích cái món ăn gà đốt lá chanh này đó các bạn ơi, thì hãy nhớ nhấn một nút đăng ký để ủng hộ mình, cũng như like và chia sẻ để bạn bè và người thân cùng biết để làm cái món ăn này nha. Cuối cùng thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.